ra trong mắt bạn nó là rác, nhưng mà trong mắt dân vẽ tụi mình nó là một thứ có ích. Kể cả là có một cá nhân nào đó đi ngược với số đông chăng nữa thì mình cũng đâu có thể vội vàng phán đoán là cá nhân đó làm sao. Còn đây là cả một cộng đồng dân vẽ, họ vẫn sử dụng vỏ màu, họ vẫn tận dụng vỏ màu, thậm chí là có những trường hợp họ sưu tầm vỏ màu nữa vì có những tiết màu giá trị cao, hoặc là có những tiết màu ở phiên bản giới hạn. Thì đây nó thuộc về sở thích cá nhân của mỗi người, miễn là nó không có ảnh hưởng tới ai thì mình đâu có quyền lên án đâu. Và Cú cũng có nhắc đi nhắc lại nhiều lần là Cú tặng kèm vỏ màu với điều kiện là các bạn cứ nốt vào trong đơn hàng giúp Cú, đồng nghĩa là việc bạn nào có nhu cầu thì Cú mới dám tặng chứ, chứ đâu có phải là tôi tặng bừa bãi lung tung mà nói cái câu là vứt rác hộ. Đấy, khi dân vẽ tụi mình giải thích cho thì lại không chịu hiểu, giãy nảy lên xong kiểu thôi kiến thức này tao không cần tiếp thu đâu. Mà mắc cười ghê, đâu phải kiến thức nào muốn tiếp thu là cũng tiếp thu được đâu, nên xã hội mới có người thông minh với lại người. Bên cạnh những cái nhận xét tiêu cực cho rằng vỏ màu là rác thì Cú cũng nhận thấy có rất là nhiều những cái câu hỏi, hỏi rằng là với cái vỏ màu như thế này thì mình còn tận dụng được cái gì nữa. Thật sự là với những màu khác thì Cú không có biết, nhưng mà đây là màu nước đó mọi người, rằng mình chỉ cần một lượng màu nhỏ hòa chung với nước thì mình có thể vẽ nên được một cái bức tranh rồi. Thật ra là trước đó Cú cũng có làm một cái clip về cách tận dụng vỏ màu rồi, nhưng mà bây giờ mình làm lại nữa cho mọi người hiểu rõ hơn nha. Thì ở phần đầu vỏ màu á, nó vẫn còn kha khá màu á mọi người. Mình cứ dùng một cái cây cọ nhúng nước rồi lấy màu ra khay. Đây là Cú sẽ test trực tiếp ở trên cái đầu cọ luôn để cho mọi người thấy. Đối với riêng phân khúc màu hạng họa sĩ á, thì màu mình còn tận dụng được nhiều hơn nữa cơ. Bởi vậy nên dân vẽ tụi mình á, ngoài mua màu chiết để cho tiết kiệm, thì mình còn có thể tận dụng vỏ màu để test thử cái chất lượng của cái hãng màu đó. Để nếu mà mình thấy ưng á, thì mình có thể mua nguyên một bộ về luôn. Ngoài ra thì mình còn có thể sưu tầm những cái vỏ màu hiếm, những màu độc lạ của mỗi hãng. Rồi khi mà vẽ tranh á, nếu mà cần sử dụng những cái màu đó thì mình tận dụng từ tuyết màu thôi. Quá là tiện lợi luôn.